top up Free Fire, Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận áp tích chỉ 9k. Dự án này em mong là sẽ thành công anh ạ. Ừ, anh thấy dự án này cũng ok đấy. Dạ. Nếu mình có vốn và thực hiện tốt thì chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Vâng. Kia kia là bạn chụp ảnh có tâm hiểu không? Người ta chỉnh như thế. Bây giờ thì em triển khai công việc cho mọi người làm nhé. Dạ, vâng. Còn anh thì sẽ cố gắng huy động vốn từ các nguồn. Vâng ạ. Ờ, có phải mến không? Lâu lắm rồi không gặp. Ở đây trông xinh gái thế. Ờ, ai đây? Bạn em à? Ờ, dạ không anh ạ. Ờ, chắc anh ta nhận nhầm người thôi. Ờ, nhầm làm sao được mà nhầm. Cậu chả là mến hồi học cùng cấp 3 với tớ còn gì. Làm gì mà quên bạn nhanh thế. Ờ thì tôi có tên là Mến thật. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn tôi sinh sống ở nước ngoài. Có ở Việt Nam đâu mà quen ai ở cấp 3 đâu. Tôi nghĩ cậu nhầm người rồi đấy. Chứ xinh đẹp như cô Mến đây thì làm sao mà có bạn như cậu được. Chắc là cậu ấy thấy em xinh đẹp nên là giả vờ đấy. Thấy sao mà con lòng họ ấy anh. Ờ, xã hội bây giờ ghê thật đấy. Ờ, cậu đùa mình phải không? Cái gương mặt kia thì làm sao mà mình quên được. Cả giọng nói nữa. Đúng là Mến rồi. Cái anh này buồn cười nhở. Tôi bảo không quen được mà. Thấy người đẹp đẽ giàu sang thì chạy ra làm quen à. Là người gì buồn cười đấy. Mau biến đi. Ơ kìa. Nói mau biến đi là biến đi. Tôi nghĩ tôi nhất cậu lên biến đi. Không là tôi gọi công an đến bắt cậu ấy. Thì tội lừa đảo. Đi đi. Mọi người như này bây giờ lộng hành nhiều lắm anh ạ. Xã hội mà cứ như này loạn mất thôi. Ừ, anh cũng thấy mặt nó gian gian giống con trộm cắp lắm đấy. Dạ vâng đúng rồi ạ. Mà mọi chuyện vậy nhé, anh phải về công ty đấy. Dạ vâng, anh đi cẩn thận ạ. Ừ. Chào em nhé. Chào anh. Quyết ơi là Quyết. Này cái ông kia. Tôi chưa thấy ai vô duyên như ông luôn đấy. Ông không thấy tôi đang đi bàn chuyện với đối tác lớn à? Mà ra nhận bạn nhận bè cái gì? Thì bạn bè lâu ngày không gặp nhau, nhận nhau là chuyện bình thường mà. Có gì đâu mà phải bực. Trời ơi là trời. Ai mà chẳng biết là như vậy. Nhưng mà tôi đang đi gặp mặt với người đối tác lớn. Ông hiểu không? Mà tôi ăn mặc sang trọng như này, còn ông tự nhiên chạy ra làm quen. Ăn mặc như một thằng nhà quê định làm nhục mặt tôi ra. Ờ, nhục cái gì mà nhục. Thế bây giờ người ta có bạn thì tôi cũng có bạn. Bà còn cười thật đấy. Thôi ông im đi. Bạn bè người ta phải sang trọng có tiền thì mới là bạn. Còn cái loại như ông ấy thì không được. Như thế nào mà chả là bạn. Mà bạn bè với nhau có gì mà phải giấu. Thế hả? À mà ai là bạn của ông? Thì tôi với bà chả là bạn của nhau còn gì. Xin lỗi đi nhá. Tôi không dám có một người bạn như ông. Nhìn ông nhà quê nghèo hèn thế kia, làm sao có một người bạn thư ký của một công ty lớn như tôi được. Bạn ư? Không dám đâu. À thì ra là bạn sĩ diện với đối tác nên không muốn nhận tôi làm bạn phải không? Đúng rồi đấy. Nói mãi bây giờ mới hiểu ra. Đúng là học ngu trí thông minh chậm hiểu. Bà. Tôi làm sao? Tôi nói không đúng à? Thế nếu bà không muốn nhận tôi là bạn, còn lại đây nói chuyện với tôi làm gì? Thì tôi muốn đến nói cho cái mặt ông biết và hiểu là ấy, từ giờ gặp tôi thì tránh xa tôi ra. Đừng có thấy xa bác quan làm họ. Sống trên đời phải biết mình là ai chứ. Mà cóc ghẻ ấy thì chỉ nên sống ở vùng cóc ghẻ thôi. Đừng có tới vùng thiên nga mà làm phiền. Hiểu chưa? Bà có cần phải quá đáng như vậy không? Tôi không ngờ bà lại là con người như vậy đấy. Đấy là quê mùa như ông ấy, sống phải biết thân biết phận vào. Ra đường mà cứ nhận người quen như thế, có ngày thì em đánh đấy. Thôi được rồi, từ nay gặp bà, tôi sẽ tránh mặt bà ra. Để bà đỡ phải xấu hổ. Biết vậy là tốt. Này, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trong cuộc sống này ấy, những ai có điều kiện, có tiền ấy, thì tôi làm bạn, ok? Thôi, dù sao cũng cảm ơn bà. Nhờ vậy mà tôi đã biết được bộ mặt thật của bà. Đúng là đồng tiền đã làm bà quên đi những thứ quý giá trong cuộc sống này rồi. Tôi như thế nào kệ tôi. Còn ông nghèo thì nên yên phận đi. Đừng với tới những thứ cao sang làm gì. Cố quá thì quá cố đấy. Nghe câu trèo cao ngã đau chưa. Thế nhá, bye. Em chào sếp ạ. Ừ, hai em ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta sẽ có cuộc hẹn rất là quan trọng với đối tác của chúng ta hôm nay. Chính là chủ tịch của một công ty lớn. Hai em xem mà đi gặp người ta và thuyết phục người ta sao cho tốt nhá. Dạ vâng. Ô, thế sếp không đi ạ? Em nghĩ là nếu mà sếp đi thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn đấy ạ. Anh biết như vậy nhưng mà bây giờ anh phải bận cuộc họp cổ đông rồi. Cho nên là anh sẽ đến sau.
Thế em với Vân sẽ đi trước. Rồi, hai em đi về văn phòng và chuẩn bị giấy tờ luôn đi, để gặp người ta luôn. À mà nên nhớ là cuộc họp này rất là quan trọng đấy. Nếu mà không thành công thì công ty mình có thể gặp nạn và vỡ nợ đấy. Dạ, vâng. Thôi hai em chuẩn bị đi nhé nhá. Anh đi họp đây. Dạ vâng ạ, em chào anh ạ. Mà bà đặt bàn chưa đấy? Tôi đặt rồi. À bàn bên kia kìa. Bàn mình đặt bên kia. Nhưng sao lại có người ngồi trước rồi nhỉ? Hay là đối tác đến rồi? Ừ. Cứ qua đó xem sao ấy. Em chào anh ạ. Anh đến đâu rồi chưa ạ? Em chào anh ạ. Ô Quyết, sao ông lại ở đây? Ông có biết bàn này tôi đặt rồi không hả? Thì sao? Thì cút đi chứ còn sao nữa. Ai biết bà? À, cái thằng nghèo hèn hôm trước tôi kể bà ấy. À, là anh ta à? Ừ. Này ông kia, chỗ này thì dành cho những người giàu có cao sang thôi. Cái bọn nghèo hèn như ông vào đây mang đen đùi vào à? Sao cô vô lý vậy? Quán để dành cho khách, thì khách nào mà chả là khách. Với lại cái bàn này tôi đến trước thì tôi ngồi thôi. Ui giời, trên đời này làm gì có chuyện trước sau. Chỉ có người nhờ tiền mới vào được cái nhà hàng này thôi. Mà ấy, tôi đã bao phòng VIP này rồi, làm sao mà nhân viên lại cho ông vào đây được nhở? Này anh, tôi nghĩ là anh nên chuyển sang phòng khác đi, bởi vì phòng này tôi đã đặt trước rồi. Bà nói nhiều với nó làm gì? Cái loại như này không bao giờ bằng mình được đâu. Này, ở đời chưa biết ai hơn ai đâu, đừng khinh thường người khác như vậy. Hơn hay không, ông nhìn mà không biết à? Biết thân biết phận đi, tôi hãy nói cô đấy. Đã nghèo còn già mổ. Thôi bà, người ta cũng đã làm gì sai đâu. Bà Hâm à, bà không thấy nó cứ ương lì lì ở đây mãi không chịu đi à? Mà tôi nói cho ông biết, ông nên đi đi. Những người thượng lưu như bọn tôi ấy, không bao giờ muốn đôi co nhiều với ông ở những cái chỗ cao sang như này đâu. Cô được lắm. Thật đáng tiếc cho cái xã hội này lại tồn tại những người như cô. Láo tét. Mày cút đi không khuất ba tao. Lại còn ở đây cãi tao à? Thế bây giờ tôi không cút thì cô làm gì với tôi? Cái bàn này là tao đặt để gặp đối tác. Mau cút đi. Thôi tôi nghĩ anh nên đi đi. Đồng nghiệp của tôi hơi nóng tính, mong anh bỏ qua cho. Mày nhiều lời cái loại nghèo hèn đấy làm gì? Thì ra hai người có hẹn với tôi à? Sao? Có hẹn với mày á? Bọn tao đâu có rảnh rỗi để đi hẹn với loại người như mày. Cái loại mày không đủ đẳng cấp với bọn tao đâu, ở đó mà mơ. Thế chẳng phải vừa có bảo cô đặt cái bàn này để hẹn đối tác quan trọng còn gì? Tất nhiên rồi. À, mày nói như mày là đối tác của bọn tao không bằng ấy. Thế nhìn tôi như này không đủ trình để làm đối tác của cô à? Đương nhiên rồi, chuyện đấy còn phải hỏi à? Mày nó buồn cười dãi. Thế trong túi có đủ 200.000 không mà đòi làm đối tác? Mà thôi không nói nhiều mày nữa, biến đi, tao còn gặp đối tác. Càng nhìn càng ghét. Tốt nhiên mày mau cút đi. Bảo biến đi cơ mà. Không đối tác của tao đến bây giờ ấy. Hay là để tao gọi bảo vệ lên. Thôi mẹ ơi, im đi, sếp mình đến rồi kìa. Mến, có chuyện gì mà to tiếng vậy? Dạ thưa anh. Dạ thưa anh, cái bàn này là em đặt bàn trước rồi, để cho mình gặp đối tác. Nhưng mà lại gặp thằng hèo hèn ở đây, nó tranh chỗ rồi, nó cứ ngồi lì ở đây đuổi không đi ạ. Cô có biết là cô làm ra chuyện động trời đúng không? Cô biết đây là ai không? Thì đây là thằng nghèo hèn bạn cũ của em mà. Nói chung là về nó thì em biết rõ lắm. Trời ơi, đây là đối tác mà hôm nay mình hẹn đấy. Cô đang làm cái trò gì vậy? Anh nói đùa sao ấy chứ. Đây là thằng bạn cũ hồi xưa học cùng em mà. Nhà thì nghèo kiếp xác, còn không có cơm mà ăn, làm sao đối tác lớn của mình được. Này, sao bà lại nói thế trước mặt sếp? Tôi đã nói với bà rồi, để tôi dạy cho nó một bài học để cho nó chừa. Nãy giờ tôi nhịn cô hơi nhiều rồi đấy. Còn đây, đây chính là cái hợp đồng mà công ty cô muốn ký kết, bây giờ tôi trả cho cô. Sao ông lại có cái này? Sao tôi lại không có? Đây chính là hợp đồng mà giám đốc cô đưa ấy. Thế ông là chủ tịch à? Quyết ơi, ông cho tôi xin lỗi nhá. Thật ra là tôi không biết ông là đối tác của công ty tôi nên là tôi... Anh ơi, anh cho bọn em xin lỗi vì những hành động vô lễ của bạn em với anh. Anh, em thực sự xin lỗi vì em để nhân viên thất lễ với anh. Mong anh tha lỗi cho bọn em ạ.
Nếu mà xét về vấn đề công việc thì tôi có thể bỏ qua cho các người. Nhưng nếu về bạn bè thì cô nên bỏ qua không mấy nhỉ? Tôi... Còn cái hợp đồng ngày hôm nay thì tôi sẽ không bao giờ ký, bởi vì tôi không thích. Kiều Quyết, ông đừng làm như thế. Coi như nể tình bạn bè giữa tôi và ông thì ông tha cho tôi lần này cũng như là giúp đỡ công ty tôi đi. Tôi xin ông đấy. Bạn bè à? Tôi tưởng là cô không muốn làm bạn với loại nghèo như tôi. Để tôi nói cho cô biết này. Sống ở đời đừng bao giờ khinh thường người khác có vẻ bề ngoài. Giàu hay nghèo thì nó phải hơn nhau ở cái đạo đức. Cô nhớ kỹ đấy. Tôi xin phép tôi về trước. Quyết. Anh. Cô nghỉ việc ngay cho tôi. Anh.